Vâng, thưa các bạn, đây là thất lên ra về thì làm nhà thì cứ ra về thì cứ phải quét dọn sạch sẽ. Ok anh em, thì là bây giờ là đã quét dọn sạch sẽ rồi. Đấy, bây giờ là anh em chuẩn bị xuống để dọn đồ để về. Kết thúc một ngày làm việc. Xin hẹn gặp lại các bạn ở những chương trình kế tiếp. Chương trình lao động người Việt ở Nhật Bản. Ok, goodbye, see you again.